bắn 22 tháng 10, lực lượng Nga đẩy lùi các bước tiến của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi các nỗ lực tiến công của quân đội Ukraine ở các khu vực Donetsk, Kherson và Mykolaiv, gây ra những tổn thất đáng kể cho kẻ thù. Bộ này cũng tuyên bố các lực lượng Nga đã phá hủy 3 pháo binh M-777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Kharkiv phía bắc Ukraine. Lực lượng Ukraine pháo kích đã làm hư hại tòa nhà chính quyền ở thành phố Donetsk, thủ phủ của vùng Donetsk. Chính quyền do Nga hậu thuẫn cho biết không có phản ứng ngay lập tức từ Ukraine về cuộc tấn công. Nga tuyên bố dính vào chiến tranh nhằm mục đích bất chấp NATO hỗ trợ Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga đang bám sát các mục tiêu quân sự của mình ở Ukraine bất chấp sự ủng hộ của phương Tây đối với nước này. NATO đã là một phần trên thực tế của cuộc xung đột, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến các mục tiêu của Nga, Peskov nói với hãng tin Interfax. Chính phủ Đức và các quốc gia NATO khác nói rằng họ không tham gia vào cuộc chiến. Viện trợ cho Ukraine được coi là hỗ trợ cho quyền tự vệ của quốc gia đang phấn đấu gia nhập EU và NATO. Các nhà lãnh đạo EU tìm hiểu các lựa chọn giới hạn giá khí đốt. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhóm họp vào cuối tuần này có kế hoạch tìm hiểu một loạt các lựa chọn về giới hạn giá khí đốt, vốn đã chia rẽ chúng trong nhiều tuần. Theo bản dự thảo kết luận cho hội nghị thượng đỉnh được hãng tin Reuters đưa tin, 27 quốc gia EU đã bế tắc trong nhiều tuần về việc liệu làm thế nào để giới hạn giá khí đốt như một phần trong nỗ lực của họ để kiềm chế giá năng lượng tăng cao. Châu Âu đang bước vào mùa đông do nguồn cung khí đốt của Nga giảm, khủng hoảng giá cả sinh hoạt và có thể xảy ra suy thoái. Giá khí đốt đã tăng vọt do Nga cắt giảm dòng chảy sang châu Âu sau khi nước này xâm lược Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã được áp dụng đối với nước này. Hầu hết các nước EU đã kêu gọi giới hạn giá khí đốt, mặc dù họ không đồng ý về thiết kế của nó. Một số quốc gia bao gồm cả Đức, thị trường khí đốt lớn nhất châu Âu, vẫn phản đối. Họ cho rằng việc giới hạn giá có thể khiến nhu cầu về khí đốt tăng lên hoặc khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn cung từ thị trường toàn cầu. Cơ quan điều hành của khối Ủy ban châu Âu sẽ đề xuất các biện pháp năng lượng để giải quyết cuộc khủng hoảng vào thứ ba trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào thứ năm và thứ sáu. Nga cử đầu tiên trong số 9.000 binh sĩ đến Belarus để tham gia lực lượng chung mới. Nga cho biết họ đã cử những người lính đầu tiên đến Belarus như một phần của lực lượng chung mới nhằm bảo vệ biên giới với Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng ở Minsk cho biết những chuyến tàu đầu tiên chở binh sĩ Nga đã đến Belarus. Nga đã sử dụng Belarus làm khu vực triển khai cho cuộc xâm lược Ukraine và cũng đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của Ukraine kể từ đó. Ukraine có thể chiếm lại Crimea vào mùa hè tới, cựu chỉ huy của Mỹ Ben Hodges, cựu tướng chỉ huy của lục quân Hoa Kỳ ở châu Âu nói rằng ông tin rằng việc giải phóng bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng là có thể xảy ra vào mùa hè năm sau. Khi tôi xem xét tình hình, tôi thấy rằng tình hình của người Nga đang trở nên tồi tệ hơn theo từng tuần. Hodges nói với tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung, họ nói rằng chiến tranh là một thử thách về ý chí và hậu cần, và về cả hai khía cạnh, Ukraine đều vượt trội hơn nhiều. Người Nga phải thua chiến tranh, nếu không, họ sẽ thử lại sau 2 hoặc 3 năm, ông nói. Theo quan điểm của Hodges, một hy vọng của giới lãnh đạo Nga là phương Tây sẽ dao động trong việc ủng hộ Ukraine.